Xin chào các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Câu chuyện làm giàu của Blog Khởi nghiệp. Đã có rất nhiều câu chuyện và tấm gương làm giàu từ nông nghiệp. Và ngày hôm nay, Blog Khởi nghiệp cũng sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện về một bí thư đoàn bắt đất cằn đẻ tiền cho mình. Anh đã làm cách nào vậy? Hãy cùng theo dõi nhé! Khởi nghiệp chỉ với 5 triệu đồng trong tay. Anh Hoàng Văn Tuấn, sinh năm 1986, ở xã Xuân Du, huyện miền núi Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, là nhân vật chính trong câu chuyện này. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng anh Tuấn vẫn tốt nghiệp Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và về quê tham gia công tác đoàn. Năm 2010, anh Tuấn nhận thấy mảnh đất cằn của quê mình thích hợp để trồng đào phai. Vậy là anh quyết định thầu 2 hectare đất để trồng đào bán Tết. Bạn có tin được không? Anh khởi nghiệp chỉ với vốn vay 5 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Như Thanh. Anh Tuấn dùng để mua đào giống về trồng thử. Chỉ từ 5 triệu đồng khởi nghiệp đó mà vườn đào của anh cứ dần mở rộng, từ vài chục gốc đào lên đến hàng trăm cây và hiện là đã hơn 2.000 cây đào. Nếu bạn đang trồng đào và muốn biết bí quyết làm giàu từ trồng đào của anh Tuấn thì hãy lắng nghe lời kể của anh nhé. Anh Tuấn chia sẻ, từ khi trồng đến khi cây đào cho hoa, ít nhất cũng phải mất 3 đến 4 năm chứ không nhanh như nhiều người vẫn nghĩ. Trồng đào ra hoa khá dễ, nhưng điều khó là làm sao để điều chỉnh cho đào nở đúng dịp Tết. Ngoài việc phụ thuộc vào yếu tố thời tiết, người trồng đào cần có những bí quyết để hoa nở đúng độ. Đó chính là những kỹ thuật như hãm đào, thúc đào và thời điểm tuốt lá đào. Anh Tuấn tâm sự, quy trình nào thì quá sớm hoặc quá muộn cũng sẽ ảnh hưởng tới quá trình đào ra hoa cũng như màu sắc của hoa. Theo anh, có thời điểm do thời tiết bất thuận, đào nở trước, lại chưa có kinh nghiệm chăm sóc, công sức của vợ chồng anh Tuấn đổ sông đổ biển. Tuy nhiên, sau những kiên trì, nỗ lực của gia đình, mọi khó khăn cũng dần qua. Chưa hết nha, để đáp ứng thị hiếu của khách chơi đào cảnh, anh Tuấn đã đi tìm hiểu và học hỏi cách chăm sóc, uốn tỉa, tạo thế cho cây đào. Việc tạo thế cho cây đào không hề đơn giản. Anh phải mất một thời gian dài mới có thể thành công với những thế đào ưng ý. Không giống như những nông dân khác chỉ chú tâm đến trồng đào. Năm 2017, anh Tuấn tiếp tục vay thêm 150 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình khởi nghiệp để thực hiện mô hình trồng đào kết hợp với trồng nho và rau má xuất khẩu. Điều mà chưa ai nghĩ ra cũng chưa ai dám làm. Sau gần 3 năm, từ 2,5 hectare đất cằn năm nào đã được chàng bí thư đoàn xã của Thanh Hóa cải tạo để trồng 1.500 gốc nho giống Hàn Quốc và rau má. Cho đến nay, cây rau má của anh Tuấn đã cho thu hoạch lứa đầu tiên, còn cây nho đang sinh trưởng tốt, dự kiến thu hoạch vào cuối năm 2022. Anh Tuấn còn đa dạng cho mảnh đất của mình bằng việc đào ao, thả cá kết hợp với mô hình trồng rau má, nho, đào. Thay vì chỉ có một nguồn thu từ đào thì nay anh Tuấn đã có nguồn thu quanh năm từ rất nhiều thứ. Mô hình làm giàu của anh Tuấn đã đem về thu nhập 400 triệu đồng trên một năm, còn tạo việc làm cho gần chục lao động thường xuyên với mức lương từ 4 đến 4,5 triệu đồng trên một người một tháng, chưa kể đến hàng chục lao động thời vụ. Không chỉ làm giàu một mình, anh bí thư đoàn còn kéo thanh niên trong làng cùng làm kinh tế. Thành công với mô hình trồng đào, rau má và nho cho hiệu quả kinh tế cao, anh Tuấn đang định hướng sẽ liên kết với người dân địa phương để trồng tía tô, giúp cá, rồi giúp bà con bao tiêu sản phẩm để có công việc và thu nhập ổn định. Anh Tuấn sẽ cùng với thanh niên trong xã thành lập câu lạc bộ thanh niên để giúp nhau làm kinh tế giỏi. Hiện nay, ngoài công việc bí thư đoàn xã, anh Tuấn còn là trưởng nhóm câu lạc bộ trồng đào phai của xã Xuân Du. Mô hình trồng đào triển khai trên diện tích 5 hectare với sự tham gia của 30 thanh niên. Với những thành công ban đầu, đến năm 2020, anh Tuấn đã đạt giải nhất cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ 7 với mô hình trồng cây hoa đào tại địa phương. Đến năm 2021, anh Tuấn tiếp tục là một trong 57 thanh niên nông thôn sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc được Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng thưởng lương đình của lần thứ 15. Mô hình trồng đào Xuân Du kết hợp với trồng nho, rau má, an toàn xuất khẩu của anh Hoàng Văn Tuấn được huyện ủy đánh giá là đang cho hiệu quả kinh tế cao và được các thanh niên trên địa bàn học hỏi để khởi nghiệp. Vừa là bí thư đoàn xã Xuân Du, luôn năng nổ trong các công tác đoàn. Anh Tuấn còn thường xuyên tham gia xây dựng nông thôn mới, tặng quà cho người nghèo, tuyên truyền phòng chống dịch Covid và còn làm kinh tế giỏi nữa chứ. Từ câu chuyện làm giàu của anh Tuấn, bạn rút ra cho mình được bài học gì nào? Blog khởi nghiệp học được rằng, làm giàu không chỉ từ một thứ, bạn cần phải đổi mới và đa dạng nguồn thu cho mình.
trồng đan xen giữa các giống cây với nhau, kết hợp thêm nhiều mô hình sẽ giúp bạn có nhiều nguồn thu và giảm thiểu rủi ro đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của blog khởi nghiệp. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin hữu ích nhé.